Hello cả nhà. Mới sáng sớm, bây giờ mình ngủ dậy, mình sẽ hát tặng cho cả nhà một bài, rồi mình giới thiệu món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày nha. Ba em trồng khoai mì, em đào lên thấy khoai lang. Hỏi cả nhà thật phi lý, cả nhà ơi ai biết không? À, nhà em trồng khoai mì mà bây giờ em ra em đào là có khoai lang ngang cả nhà. Trước khi rửa, ngâm nước muối rửa sạch khoai lang. Xong rồi cả nhà cho cỡ cục hai cục đường đường phèn gì đây cả nhà, đó một chút gì đường phèn gì đây. Rồi một ít muối hột gì đây. Rồi bắt lên bếp luộc thôi. Một đổi nữa mình canh mình chắc nước cả nhà. Rồi kiếm cái nắp đậy vào. Rồi thứ hai, mình đang nấu lá tía tô để mình uống đây cả nhà ơi. Đó, mình cho nó sôi về đây cỡ 1 phút thôi cả nhà. Rồi bắt đầu mình nhắc xuống cho nó nguội, hơi nguội nguội là hơi ấm 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 là mình nặn chanh vô mình uống nha cả nhà. Rồi em này cũng đã xong luôn. Xuống luôn. Để vào đây chứ mình có cái lược nhỏ mình lược. Rồi mình bắt son nấu canh. Hôm nay mình sẽ nấu canh cải thảo. Thịt này mình sẽ ướp sa tế, mình bỏ vô lò mình nướng nha cả nhà. Đó, mình ướp sa tế mình nướng nè. Còn cái này mình nấu canh cải thảo nè. Đó. Rồi không thể thiếu cô bé Thủy ly cà phê. Ly cà phê con heo mới được. Con gái rượu nói là phải uống con heo, ngày nào cũng nhìn cái mặt con heo thấy mắc cán à, nhìn cái mặt con heo muốn ngán luôn á, mà ngày nào con gái rượu cũng bắt nhìn mặt con heo. Rồi ăn chơi, đây gọi bánh gì cả nhà, ở nhà mình gọi bánh bèo không ta, ở quê mình gọi cái gì không nhớ nữa, mà ở đây cái gọi bánh gì quên rồi ta, để bữa nào mình mua mình hỏi thử coi cái bánh này bánh gì, không biết ăn cái cúc dừa. Rồi bây giờ mình đi tiến hành, mình băm hành băm tỏi để mình nấu canh nha. Xin chào cả nhà. Đây nồi canh mình đã tao. Giờ mình chờ mình nêm nếm, mình chờ sôi mình nêm nếm xong mình bỏ cải thảo cho nó là xong nha cả nhà. Rồi bây giờ mình tiến hành khoai lang. Cả nhà chấm đũa vô gì mà nó xiên qua được cái đũa đây chưa xiên này cả nhà, đó thấy không? Rồi xiên sơ sơ. Xiên sơ sơ rồi cả nhà. Nhưng mà chưa chưa có cho nó xiên rồi mà cả nhà thấy nó hơi mềm mềm á, xiên qua mà nó hơi mềm mềm nó không có độ cứng á. Là bắt đầu mình sẽ chắc nước nha cả nhà. Chắc nước xong mình để lửa thiệt là nhỏ xong rồi mình là ok luôn. Vài phút nữa là được rồi cả nhà. Ướp sa tế xong rồi cả nhà, một chút nữa mình bỏ vô cái nồi để mình nướng nè cả nhà, cái nồi không dầu nè. Đó mình để nó ngay đây. Đó cả nhà ơi, cái trà tí tô á cả nhà. Mình nặn chanh vô là nó sẽ ra cái màu như gì? Mình nấu trà tía tô mình uống đây 2 lần, như mình uống bây giờ là mình uống 1 ly, chiều tối mình uống 1 ly là 2 ly, có khi 1 ly cũng được cả nhà, 1 tuần uống cỡ 3 lần là ok. Rồi đó bây giờ là bắt đầu mình chắc cả nhà, mình chắc nước rồi đó, nhưng mình chừa lại cho nó một xíu nha cả nhà. Bắt đầu mình mở lửa thiệt nhỏ, mình hâm cho nó mở lửa thiệt nhỏ nha cả nhà, cho để nó cháy khoai. Có một lần mình quên bị cháy. Rồi cái này là nồi canh mình vớt bọt vớt đồ xong, mình nêm nếm nữa là xong cả nhà ơi. Rồi mình mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày với mình nha. Ok.